Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Land. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc khủng hoảng, xe điện giảm cầu, doanh nghiệp lần lượt đóng cửa. Ghi nhận từ tạp chí Nhịp sống thị trường, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng, đặc biệt ở ba lĩnh vực là xe điện, công nghệ năng lượng mặt trời và bán dẫn. Kết quả là hàng loạt nhà sản xuất công nghiệp không đủ sức cạnh tranh bị thua lỗ và phá sản. Các quốc gia lo ngại doanh nghiệp nội sẽ bị các đối thủ Trung Quốc đè bẹp với làn sóng hàng giá rẻ. Nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc hiện cũng đang phải đối mặt với những vấn đề lớn của riêng họ. Ngày 5 tháng 8, Hengqi, nhà sản xuất xe điện EV thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản, đã phá sản Evergrande, nói với các nhà đầu tư rằng hai công ty con của họ đã buộc phải phá sản. Ban đầu Hengqi đặt mục tiêu bán 1 triệu chiếc EV mỗi năm. Đến năm 2025, do cạnh tranh gay gắt, công ty chỉ bán được 1.389 chiếc vào năm ngoái. Tình trạng dư thừa sản xuất công nghiệp không chỉ ở lĩnh vực EV. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, khoảng 30% công ty thuộc ngành công nghiệp thua lỗ vào cuối tháng 6, vượt mức đỉnh được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998. Khảo sát với hơn 500.000 doanh nghiệp, công nghiệp cho thấy số lượng đơn vị thua lỗ tăng vọt 44%. Trong những năm gần đây, các gói vay lãi suất thấp và đầu tư trực tiếp của chính phủ Trung Quốc đổ vào lĩnh vực sản xuất đã mang lại kết quả đáng chú ý. Trung Quốc dẫn đầu thế giới về sản xuất xe điện và pin lithium. Nhưng kinh tế nước này đang giảm tốc và tiêu dùng sụt giảm, doanh số bán ô tô trong nước đã giảm trong những tháng gần đây so với cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu công bố vào ngày 7 tháng 8, xuất khẩu trong tháng 7 cũng thấp hơn kỳ vọng. Trong khi đó, chính quyền các địa phương cũng khó lòng hỗ trợ các công ty đang gặp khó khăn bởi chính họ cũng đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Tình cảnh khó khăn của các nhà sản xuất Trung Quốc được thể hiện rõ nhất qua ba ngành công nghiệp bao gồm xe điện, mô đun năng lượng mặt trời và chất bán dẫn. Xe điện. Ít nhất 8 nhà sản xuất ô tô lớn đã đóng cửa hoặc dừng sản xuất kể từ đầu năm 2023. Những ngọn sóng có thể nhìn thấy trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong chuỗi tuyên bố vào đầu năm nay, Qinghao Hightech Motors, một nhà cung cấp phụ tùng ô tô lớn cho biết hãng sản xuất ô tô Hyfy đã dừng sản xuất có thể khiến lợi nhuận của họ bốc hơi 60%. SAIC Anji Logistics, công ty cung cấp dịch vụ hậu cần cho ngành ô tô gần đây, đã phá sản. Công ty cho biết công ty xe điện Airways, khách hàng chính của họ đã không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán vì cũng đang gặp khó khăn. Lefdel, một nhà sản xuất ô tô đã phá sản cũng không thể thanh toán 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 550 triệu USD cho các nhà cung cấp, đại lý và ngân hàng, theo một ước tính khoảng 52.000 công ty liên quan đến xe điện đã đóng cửa tại Trung Quốc vào năm ngoái, tăng gần 90% so với năm trước. Mô-đun năng lượng mặt trời. Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Trung Quốc cũng đang vật lộn với tình trạng cung vượt cầu. Năm nay, giá của cầu, hầu hết thành phần của mô đun năng lượng mặt trời đã giảm xuống mức chi phí sản xuất trung bình. Nhiều công ty trong ngành đang thu hẹp quy mô sản xuất. Các công ty khác hủy bỏ kế hoạch nhảy vào thị trường Hitachi Solar. Nhà sản xuất các thiết bị năng lượng mặt trời dự kiến giá sản phẩm sẽ giảm hơn nữa. Các nhà sản xuất lớn nhất trong ngành có khả năng tồn tại nhờ dự trữ tiền mặt lớn. Alicia Garcia Herrero từ ngân hàng đầu tư Natixis nhận định, các nhà cung ứng quy mô nhỏ hơn phải chịu áp lực lớn nhất khi lợi nhuận biến mất. Bán dẫn. Một cuộc thanh lọc cũng đang diễn ra trong ngành công nghiệp bán dẫn. Các chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư vào các linh kiện chip cấp thấp nhằm giành thị phần. Nhưng đầu tư ồ ạt đã dẫn đến tình trạng cung vượt cầu khiến nhiều công ty sản xuất sụp đổ. Theo công ty thu nhập dữ liệu doanh nghiệp Kichacha, vào năm 2023, gần 11.000 công ty sản xuất trong chuỗi cung ứng chip đã phá sản, tức trung bình khoảng 30 công ty sụp đổ mỗi ngày. Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Chính quyền Trung Quốc cũng nhận thấy áp lực đè nặng lên các nhà sản xuất trong nước. Tham vọng của nước này là tạo ra những nhà vô địch công nghệ cao trong một số ngành công nghiệp có thể thống trị thị trường toàn cầu và phá vỡ sự phụ thuộc vào sở hữu trí tuệ nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu này, nhà nước tăng cường hỗ trợ thông qua các chính quyền địa phương. Tuy vậy, nhiều khoản hỗ trợ chi tiêu không hiệu quả, khiến nhiều nhà cung ứng nhỏ không có sức cạnh tranh. Khoản nợ khổng lồ của chính quyền các địa phương khiến việc giải cứu các công ty công nghiệp khó khăn hơn bao giờ hết. Các địa phương hiện đang nợ khoảng 60.000 tỷ nhân dân tệ và nhiều nơi bị yêu cầu hạn chế chi tiêu. Các khoản đầu tư thất bại chỉ khiến tình hình tài chính của địa phương trở nên tồi tệ hơn. Sự sụp đổ của ICANN, một công ty sản xuất công nghệ năng lượng mặt trời lớn ở tỉnh Chiết Giang, đã trở thành mối lo ngại bởi đây là một trong những khoản đầu tư lớn của chính quyền địa phương. Nhà nước cũng bắt đầu khuyến khích sáp nhập, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng. Hầu hết các công ty trong các lĩnh vực có nguồn cung vượt cầu đang tìm cách cắt giảm công suất.
Cosimo Ries của công ty tư vấn Trivium nhận định sẽ không có nhiều thương vụ mua lại trong ngành năng lượng mặt trời. Các hãng EV lớn sẽ không mua lại các công ty yếu kém vì không muốn gánh thêm trách nhiệm đối với khách hàng lâu năm khi họ không còn nhận được các bản cập nhật phần mềm để duy trì hoạt động của ô tô. Trong cuộc họp tháng 7, Bộ Chính trị Trung Quốc cho biết thị trường phải thanh lọc những nhà sản xuất yếu kém và thúc đẩy những công ty sản xuất mạnh. Theo thời gian, vốn và nhân công sẽ được phân bổ nhiều hơn cho các doanh nghiệp năng suất nhất của Trung Quốc và giúp họ trở nên hùng mạnh hơn nữa. Nhà đầu tư nước ngoài rút vốn với tốc độ chưa từng thấy, kinh tế Trung Quốc đã lung lay. Ghi nhận từ nhà báo và công luận, trong quý vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện việc rút vốn khỏi Trung Quốc với mức kỷ lục. Điều này có thể phản ánh một sự bi quan sâu sắc về triển vọng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo dữ liệu từ Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc, các khoản nợ đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc trong cán cân thanh toán đã giảm gần 15 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Đây là lần thứ hai trong lịch sử số liệu này chuyển sang âm, sau khi cũng đã giảm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm. Nếu xu hướng này tiếp tục, có khả năng đây sẽ là lần đầu tiên kể từ ít nhất là năm 1990 khi dữ liệu bắt đầu được so sánh, dòng tiền ròng ra khỏi Trung Quốc sẽ được ghi nhận mức âm hàng năm. Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi đạt mức kỷ lục 344 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm này bao gồm sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc và sự gia tăng căng thẳng địa chính trị. Ngoài ra, sự chuyển dịch nhanh chóng sang sản xuất xe điện tại Trung Quốc đã gây ra bất ngờ cho các công ty ô tô nước ngoài, dẫn đến việc nhiều công ty phải rút hoặc giảm bớt mức đầu tư của họ. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực để thu hút và giữ chân đầu tư nước ngoài với các biện pháp khuyến khích và các chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sự sụt giảm đầu tư vẫn tiếp tục diễn ra. Chính phủ Bắc Kinh đang cố gắng chứng tỏ rằng Trung Quốc vẫn là một thị trường mở và hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài, hy vọng rằng các công ty sẽ tiếp tục mang đến công nghệ tiên tiến và không bị ảnh hưởng bởi các áp lực từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác để làm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Dữ liệu từ Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc SAFE cho thấy xu hướng lợi nhuận của các công ty nước ngoài và những thay đổi về quy mô hoạt động của họ tại Trung Quốc có thể liên quan đến việc giữ tiền mặt ở nước ngoài. Các công ty đa quốc gia hiện có nhiều lý do để giữ tiền ở các nền kinh tế tiên tiến, nơi lãi suất cao hơn thay vì ở Trung Quốc, nơi chính phủ đang hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế. Số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài mới vào Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024 đạt mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020. Trong khi đó, các khoản đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc lại đạt kỷ lục, với các công ty Trung Quốc gửi 71 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài trong quý 2, tăng hơn 80% so với 39 tỷ đô la Mỹ trong cùng kỳ năm ngoái. Các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư vào các dự án như nhà máy sản xuất xe điện và pin. Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy sự bất thường trong việc đo lường thặng dư thương mại của Trung Quốc, với thặng dư đạt mức kỷ lục 87 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 và gần 150 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm. Sự khác biệt này đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ nêu bật trong một báo cáo đầu năm, yêu cầu Trung Quốc làm rõ lý do tại sao các con số lại không khớp nhau.